Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với kênh máy xúc cần cẩu và xe Ben của mình ạ. Hôm nay trên màn hình mình có một em đô à Hyundai. Hyundai bán do nhu cầu gia đình chuyển đổi công việc cần bán máy Hyundai 5 năm bánh Nốt đời 2008 mọi người nhé. Con này thì đời 2008 cho nên là rất còn à, ngon lành cành đào luôn nhớt nhớt là vẫn còn nguyên à, không bị chảy ra ở chỗ nào cả số điện thoại mình có để trên cái cần của máy anh em cứ điện vào đấy để 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 để, để... thương lượng ạ à. máy gia đình sử dụng ít nên còn rất ngon mọi người nhé mọi mọi chức năng đều tốt cả di chuyển và làm việc rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh không hề dặn lứt hay chảy dầu bao bất kỳ chỗ nào luôn đấy bao tất cả mọi thứ để cho anh, anh em nhìn thấy cái lốp này còn vân thế kia thì không thể nào là, là nốt tàn được đấy thấy chưa đấy cầu kia này các bạn thấy không có một tí nào gọi là nhớt nó ra nhá nguyên cái phục kia cũng vậy lốp vẫn còn zin như kiểu học sinh <laughs> bán cho anh em nào thích và liên hệ với số điện thoại để trên um, uh, uh, màn hình luôn mình sẽ để số điện thoại trên màn hình anh em cứ alo đấy đó để làm việc. Thật sự ra mà, mà nói là cái máy này anh em không mua được thì chẳng mua được máy nào đâu anh em ạ. À, tại vì nó máy nó còn khá là mới. đời hai luôn, máy nốt năm năm. Đây số điện thoại đây số điện thoại đây anh em nhé. Mình để ở đây rồi anh em cứ thế mà gọi vào thôi là liên hệ trực tiếp, không qua cò cuốc gì hết. Đây các bạn thấy không? máy quần jean như thế này thì không có thể nào là, là máy làm việc được nhiều cả tại vì ở những cái ống tio này các thứ này đầu bơm đầu giò các thứ không có một tí gì gọi là rớt nó bám ra đấy mà con này á thì nói chung là bên ông anh mình mua về làm thì nó cũng không được nhiều giờ đâu không nhiều lắm đâu tại vì khi mua về xong là bây giờ là chuyển đổi công việc mục đích khác nên là ông anh mình muốn bán đấy anh em nào có thiện chí thì à, hãy alo số điện thoại để mình à, mình để bên dưới phần mô tả như phần video đây các bạn thấy lưỡi nam như hầu như là còn nguyên zin bản lốp kìa lốp các bạn thấy nó lốp còn gai góc cạnh như thế mà đây tiêu cần nam này chưa có một tí gọi là nhớt ra nha Đấy. vì do công việc là chuyển đổi công việc gia đình chuyển đổi công việc như nên là muốn bán nhìn thật sự ra mà nói khi mua em nó về và làm việc cùng em nó thì bây giờ bán thì khá là tiếc nhưng cũng là vì công việc thôi nên là bán đi để cho 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 chuyển đổi công việc mới khác nhau đây các bạn thấy không? bánh nốt khá là đẹp trai nha màu vàng chuyện điện nước thì đầy đủ anh em mà nói thật anh em là anh em làm trên 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 cái pin mà trong mùa 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 hè ngoài bắc mà ngoài cứ tầm 35 34 độ thì ngồi trong là giết run luôn đây đây là góc độ cabin anh em thấy không bật hầu như là còn nguyên bản đấy chủ máy còn rất là, là 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 chăm sóc máy để nguyên cả nó tấm nót chân luôn kìa không phải đơn giản đâu nguyên bộ phận trên đây là bộ phận đồng hồ ấy rất là ok đúng không ạ anh em mua em này về chỉ có đổ xăng mà à có biết đổ dầu vào là chạy ra 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 công trường làm việc và kiếm tiền thôi chứ không cần phải đắn đo ấy, o suy nghĩ bất cứ một cái gì cả. đấy, thấy chưa? những bộ nút điều khiển gần như là quần mới. À, anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ số điện thoại trực tiếp để được uh, tư vấn một cách rõ ràng cũng như về phần máy móc. bên mình uh, chuyên mua bán và trao đổi máy móc uh, công trình. Đây anh em thấy cabin chưa Gầm này Đây là toa quay này Toa quay anh em nếu mà thường như là máy người ta làm nhiều là nhất dầu nhất nó sẽ ra khu vực đó ờ, Toa quay khá là nhiều Nhưng mà đây không Không có một cái gì cả Cầu dẫn động chuyển lực đây Đấy đây, cầu đây, hộp số này, anh em thấy em Vẫn còn như gấu, gấu giống như là còn mới luôn. Thôi, bây giờ video của mình cũng xin phép dừng ở đây. Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé Mọi người xem video của mình cho mình một like và share và chia sẻ nhé Rất là cảm ơn mọi người Bye bye và hẹn gặp lại những video tiếp theo